có trứng cô chú ơi. Con này trứng nhiều lắm luôn á. Giờ mình bơi vô. Cô chú ơi, Mẫn đi thăm vấn. Cô chú đi thăm vấn với Mẫn nha. Hôm qua không có mưa, không biết là hôm nay cá nó có chạy không nữa. Thường thường trời mưa cá nó mới chạy. Cá nó vô vấn nó cũng canh nữa. Cua. Chắc chắn là sẽ có cua. Mấy bữa nay nước hơi đồng nè, người ta không có bơm vô nữa, tại vì lúa hơi cao rồi. Mẫn thấy ba cái đầu ruộng người ta đắp đập lại hết trơn này, đừng có cho nước vô ruộng. Quá trời luôn. Được cô chú ơi, ổn cô chú ơi. Chín cũng ngọt lắm. Cái này bây giờ là cách một ngày Mẫn đổ một lần rồi nè. Chứ mấy lúc trước là Mẫn để tới 2 ngày luôn á. Giờ Mẫn phát hiện ra cá nó cũng vô nhiều rồi cho nên là xin đi đổ. Mẫn chỉ thăm được 3 cái thôi, 2 cái kia Mẫn treo hết trơn này. Treo hết 2 cái. Mai mốt Mẫn mai mốt mua già cái Mẫn thay. Thay dân mới. Trời ơi, 3 cái mớ rau chai tốt quá trời luôn. Như cái đùm rau chai trước mặt Mẫn nè. Xíu nó Mẫn bơi ngang cho cô chú coi nha. Nó xanh lè luôn á. Ai mà ăn được rau chai là đùm này bẻ lắm. Thank you.
vòng cũng sẽ dính cá. Lát nữa vô chổng lựa mấy con tép ra. Ôi khổng lồ luôn. Bị xoắn ở dưới đâu. Ồ, oh, cá lau kiến. Chiều nay cha vẫn đi đặt cặp chuột rồi. Vẫn thấy cây cờ của cha kìa. Vẫn đi đặt ở dưới sông, cha vẫn đặt ở trên bờ. Nổi hết da gà luôn, nó xanh lè hả? Thank you.
một bình nữa chứ. Đi nữa một bình. Con này có trứng cô chú ơi. Con này trứng nhiều lắm luôn á. Giờ mình bơi vô. Mình bơi vô mình lựa tép đi nha cô chú. Lựa tép lựa cá đó. Một cái đùng chà bá luôn cô chú. Cái đùng bự luôn. Vậy là cá lóc mẹ. Nếu mà có bè đồng đồng vậy là con cá lóc mẹ. Bởi vậy sao thấy kỳ dữ vậy ta. Cua bỏ qua. Té con lừa bỏ vô thao đi. Còn này không biết. Đặt hang luôn nha. Đây khoan chút đi, mình lựa tép đi. Trời tép quá trời luôn, cá mấy gầm cũng nhiều ha. Vẫn có bữa vẫn dở dớn mà cũng có chừa lại mớ tép. Ngày nào có tép mình cũng lựa hết trơn á. Mình lấy dành. Cá lồng kiến này bắt bỏ qua đây. Cá lồng kiến nhỏ thả. Kiến này đó lại. Con này thấy gì chứ nó già rồi cô chú, con này nó có trứng rồi nè. Đen ơi, anh nói mày giỡn này Đen ơi. À,
này nhiều ha. Cá chốt nè, con mua đây. Cá chốt chiên á, ăn ngon lắm. Chiên là nó không có mùi tanh mùi gì hết trơn. Cá mấy gầm này xíu cũng vẫn cũng mặn luôn à. Ba cá này xíu cũng mặn hết luôn. Gì đen nữa kìa. Nói chung á là hôm nay dấn cá của Mẫn bội thu cô chú ơi. Giờ thì Mẫn sẽ mần cá. Ê, đi ra. Bỏ vô đây luôn. Mẫn sẽ mần cá. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo mọi Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Nha, hồi sáng rồi. Có ăn giỏi quá. Ăn đuôi với mẹ nè. Ai ăn sao thì cứ chén nha. Biết rồi, ngon vậy đó. Dặn ở đâu cũng như nội nè. Thơm nội này cũng tổng khu lắm. Bạn có quỳnh cục đỏ ai. Trời kê. Chơi hàng nổi. Người xuống mình có thấy quỳnh cục đỏ không? Thấy. Ông nội thì mặc quỳnh đỏ chơi nổi lắm. Còn con trai thì mặc áo vàng bông diện tím. Hai cha con hả? Dễ tiền lắm. Không có đạt. Quăng cái chài, con quăng đầu dưới, đầu quăng đầu trên. Chứ sao ông ăn chờ đợi cái nha. Là con vừa quăng xong là nội quăng liền luôn để cá nó chạy không kịp. Mà mình quăng đâu có chọn đâu, mình quăng dở lắm nha. Nhiều, cái chài nhiều. Con mua, nãy mua cái chài 600 mấy, con mua cái chài tới 780 mà. Mà nãy khen cái chài con tốt hơn. Con có